Chào quý vị và các bạn, Tuấn Dương đang có mặt ở Unis Square, Việt Nam. Khu này là một khu khá là đẹp. Khu này nằm ở bên hông của cái phố đi bộ Nguyễn Huệ. Unis Square. Đây họ bán các cái đồ quần áo thời trang. Bosch. Ra ở Việt Nam bây giờ cũng có nhiều những nơi họ bán đồ rất là sành điệu á, giá cũng mắc. Ví dụ như đây, các cái bộ đồ cho doanh nhân này, cái kẹp cà vạt, đồng hồ, rồi cái chiếc viết này, hiệu là gì đấy? Shop Pass. Có lẽ những cái mặt hàng này thì nó rất là xa xỉ và giá của nó thì rất là mắc. VAT refund. Đây cũng có những hot girl thì họ tới đây họ chụp hình cái kiểu ở đây xem nào, không cho chó, không cho xe, không thuốc lá. Giờ mở cửa là từ 9 giờ đến 22 giờ á. Và cái kiến trúc của họ khá là đẹp. Rồi giờ chúng ta sẽ coi cái chỗ bông này nhé. Đó, cảnh đây rất là đẹp. Chúng ta sẽ đi vô trong đây chút xíu nhé. Ồ, đây là gì đây ta? Alo. Ngay cái chỗ bệnh viện Sài Gòn ấy. Không phải đang xây đâu, đối diện phía đang xây nó góc em xem cái chỗ của họ quay tôn thì đứng ở gần đấy đấy, chỗ chợ Bến Thành, bệnh viện Sài Gòn ấy, nhìn cái bảng hiệu đấy là thấy. Hỏi mới. Không, trời có giá bao nhiêu đáng bao nhiêu đâu mà chặt. Không, nói chừng bệnh viện đấy họ gửi cỡ khoảng 10.000 thôi, không chặt đâu.
Không, cái đấy rẻ thế mà không mắc tiền đâu nhá. Không, ở đấy gửi thoải mái, anh gửi ấy, thoải mái. Cứ ấy đi bệnh viện thì em gửi qua đêm luôn nhé. Rồi đây cái khu mua sắm này rất đẹp á, Luxury is coming square hotel. Đây rất là nhiều các cái nhãn hàng. Kia còn đi vào sâu nữa nhưng mà thôi, hôm nay mình không có đi sâu vô mà mình chắc chỉ đi vòng vòng đây thôi. Rất là đẹp á cả nhà. Cái khu trung tâm mua sắm này thì nó ở cái khu phố đi bộ Nguyễn Huệ này. Đó. Đi ra ngoài kia là đường Đồng Khởi rồi đó cả nhà. Thôi chúng ta sẽ đi ra ngoài á. Ở đây có cái bảng chỉ dẫn đấy. Đây là tầng level. Sổ tay. Chúng ta sẽ lấy sổ tay để xem hướng dẫn nè. Đó, các cái nhãn hàng shopping guide. Khu này thì mua sắm thì đâu có kém gì so với những các cái trung tâm mắc tiền ở nước ngoài phải không quý vị các bạn. Đó, những cái mặt hàng họ trang trí ở đây rất là rộng rãi và đẹp. Đây, lối này là exit. Lối này đi ra ngoài đây. Để chúng ta đi ra ngoài nhé. Wow. Thế 22 giờ là mở. Rồi. Ngày nào em cũng rồi, có cảm ơn anh. Ơi. Anh qua giờ nào em đón giờ đó. Đây, chúng ta đi ra tới đây là... Thôi, chúng ta đi qua đây đi. Này thì cũng là những cái khu rất là đẹp ở Sài Gòn. Kia là cái khu Vincom Center ở Lê Thánh Tôn nữa cả nhà. Đây những người đi bán hàng rong. Đây chúng ta đi ra đây ở đường Đồng Khởi á. Và đây vẫn là cái trung tâm mua sắm hồi nãy rồi mà Tuấn Dương vừa mới vô đây. Đây nó có cả một cái cổng nữa ở phía những cái bộ bàn ghế rất là sang trọng, mắc tiền. Sài Gòn thì Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Ta hãy cùng đi dọc qua cái phố đây, hiệu này là hiệu website. Đây mà những các cái anh Tây đi chơi đây, các cái đồ thời trang họ bán này cả nhà, nhìn rất là đẹp ạ. Đó, đi vô đây các bạn nhìn rất là sang trọng. Bên kia là cái khách sạn Hotel Continental, một cái khách sạn đẹp ở Sài Gòn. Và đây cũng là cái khách sạn mà ngày xưa như là nó cũng đã đi vào lịch sử rồi đấy cả nhà. Ở đây thì họ thắp đèn và trang trí nhìn rất đẹp ạ. Hàng thời trang Dior. Đây là cái khách sạn Continental gắn liền với lịch sử của Sài Gòn, rất là nhiều các cái sự kiện. Để chúng ta sẽ đi thêm chút xíu để ra phía nhà hát thành phố nhé. Còn bên kia là cái khách sạn Caravan này cả nhà. Khách sạn Caravan, một cái khách sạn 5 sao. Ở Sài Gòn thì có khá là nhiều khách sạn 5 sao. Caravan cũng là một cái khách sạn mà mắc tiền. Ví dụ như các bạn có thể vô đây này. Đó các bạn, đây hình con ngựa, một cái chiếc khăn trang trí
rất đẹp. Các cái du khách thì khi mà họ tới đây, họ tranh thủ check-in, chụp hình. Đây họ làm hình cái xe đạp này cả nhà. Đấy. Rất là có phong cách ạ. Đôi găng tay, cặp da. Ở đây, ví dụ như chúng ta có tiền thì chúng ta có thể mua những cái túi này cỡ khoảng một vài trăm ngàn đô gì đó. Mình không biết, thực ra nó rất là mắc. Đây, những cái đồ da, Bonga, Vesta, mấy cái đồ kỷ gió gì đây mắc như quỷ ý. Mình mà mua cái này chắc bán cả nhà đi quá. Đây, qua bên đây là nhà hát thành phố này cả nhà. Nhà hát thành phố. Kia là khách sạn Caravan á. Đó. Còn phía bên đây là cái khách sạn Continental Sài Gòn. Đó. Ở trên thì nó trang trí màu và ánh sáng rất đẹp ạ. Cái khách sạn Continental Sài Gòn này thì Tuấn Dương thấy nó có từ rất là lâu rồi. Có lẽ là nó có từ trước năm 1975 rồi. Bà con nào mà Việt Kiều về Sài Gòn, nếu mà cái ngân sách mang chừng một vài trăm ngàn đô thì có thể tới đây ở một đêm cỡ chừng khoảng 2-3 ngàn, 3-4 ngàn cũng có. Và có những phòng thì Tuấn Dương biết là giá của nó cỡ là 30 ngàn cho một đêm ở Times Square, cũng gần đây thôi. Tức là nó thuộc cái diện là xa xỉ. Cái phòng thì nội thất của nó bằng vàng, Tuấn Dương chỉ đọc báo biết thế thôi, chứ còn cũng không biết cụ thể nó như thế nào. Vì có được vào đâu, chỉ đọc báo nghe thấy nói vậy thôi. Kia khách sạn Caravan nè. Video clip ở đây thì họ có bán một số các cái bản đồ này. Rồi, video clip của Tuấn Dương xin phép kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video và đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Bye bye các bạn.